những tội ác liên quan đến kho tàng di sản văn hóa sẽ gây tổn hại đến lịch sử nhân loại, kiến thức của nền văn minh và những di sản có tuổi đời hàng thế kỷ. Những kẻ trộm cướp và những kẻ săn đồ cổ hoành hành ở các di tích lịch sử để lại sau lưng những di sản quốc gia đổ nát, vụn vỡ. Trong cuộc chạy đua với thời gian, tổ chức Treasure Caretaker Training lập thành một đội gồm các chuyên gia về bảo tồn cùng với các thầy và nữ tu sĩ giỏi công nghệ đến từ các tu viện Phật giáo. Những người tham gia đào tạo học cách tạo ra kho di sản di vật kỹ thuật số cho tu viện của mình. Thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng cho việc miêu tả, chụp ảnh và quay hình. Với tình trạng trộm cắp trong các tu viện và bảo tàng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và đáng báo động, bằng chứng của việc sở hữu trở nên cực kỳ quan trọng. Tham gia khóa đào tạo về đánh giá rủi ro và giảm thiểu thảm họa giúp người học đánh giá được rủi ro có thể xảy đến với những báu vật trong tu viện của mình và lập ra các kế hoạch hành động trước khi tai họa ập đến. Bằng cách sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng, các tu sĩ học cách tiến hành và ghi lại các cuộc phỏng vấn với những người lớn tuổi trong cộng đồng của mình. Những câu chuyện sống này được lưu trữ bằng tài liệu kỹ thuật số, đảm bảo lịch sử của kho báu tu viện được bảo tồn và lưu truyền đến các thế hệ sau. Treasure Caretaker Training tham gia công nghệ khoa học và kỹ thuật số với các phương pháp truyền thống và sự tôn trọng giá trị truyền thống.